Bà con ơi, gạo lứt bà con ta biết hết rồi phải không bà con? Gạo lứt nó tốt vô cùng cho sức khỏe. Nhưng mà riêng có những người này và bệnh thế này, vui lòng đừng ăn gạo lứt. Nếu ta ăn gạo lứt nào thì chứng bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Cho nên vui lòng đừng ăn để cho nó tốt và nó tốt cho sức khỏe của mình. Những người không nên ăn đó là những người bệnh thận, ung thư phổi, da, giảm cân, ung thư thận, bà bầu, tim mạch, người ăn bị khó tiêu, không ăn thế gạo, người 70 tuổi trở lên, trẻ em, phụ nữ mới sinh 2 tháng. Và vui lòng đừng ăn gạo lứt để cho nó tốt và nó tốt cho sức khỏe của mình. Là những người có bệnh thận, ung thư phổi, bị da, giảm cân, ung thư thận, bà bầu, tim mạch, ăn bị khó tiêu, không ăn thế gạo nha mà con. Người 70 tuổi trở lên, trẻ em, phụ nữ mới sinh 2 tháng và phụ nữ đang cho con bú. Ngoài ra gạo lứt nó tốt vô cùng, nó tốt cho những người có ung thư, nó ngăn hạn chế ung thư, hạn chế tiểu đường, đẹp da, giảm cân, chống oxy hóa, tốt cho hệ tiêu hóa. Ta do gạo thì do sơ sơ thôi, đại dung lại khi nấu là để cho chảo nó nóng, thật nóng bốc khói, khi đó ta mới thực hiện việc nấu, việc rang. Mà mỗi ngày chúng ta ăn không quá 200 gram, chứ không phải nó tốt là ăn bao nhiêu cũng được. Ăn không quá 200 gram, ăn 6 ngày là nghỉ 1 ngày, không có ăn nhiều đâu nha bà con. Chúc bà con ta sử dụng được tốt. Xin chúc chào bà con vui trẻ khỏe đẹp nào.